Ok, em chào các bạn nhé. Hôm nay thì ngày sau bão thì cũng đã bắt đầu tạnh mưa và có lắng lên rồi, khô ráo rồi. Thì bãi bên em vẫn chưa có điện các bác ạ. Bãi bên em thì đang bị một cái đường dây nó đè vào mé bên kia vẫn chưa có điện. Và tranh thủ chưa có điện thì nhà em cũng đang củng cố lại cái đường dây điện. Đó, sau bão thì mình cứ đề phòng cái sự cố an toàn là trên hết. Thứ nhất là về người và tài sản, chẳng may nó chập cháy một cái thì còn là người. Toàn hệ mái tôn bằng sắt như thế này thì chẳng may nó chập cháy một cái hoặc là nó giật một cái thì cũng rất là dở hơi. Vì thế nên là hôm nay thì bên em anh em cũng đã tổ chức lại cái vấn đề về điện đóm các bác nhé. Điện đóm thì anh em luồn hết lại ống gen. Đấy. Còn cái hệ thống mái như thế này. Mái như thế này thì em lại chưa có điện nên là chưa làm được các bác nhé. Anh đấy em tí không? Đấy tí không? Cầm đi. Hay quá nhỉ. Chưa có điện các bác. Đấy. Quay xe vất vả anh em mua cho một bom nước mía. Không phải nước mía. Đúng nước mía thật. Tóm lại thì cái hệ thống an toàn lúc nào cũng là trên hết. Nhưng mà thôi thì vừa làm mình vẫn phải làm thôi. Đấy, hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em tất cả cái dàn xe 5 chỗ có mặt tại cửa hàng bên em. Còn cái dàn 7 chỗ thì thực sự là trong cái lán kia em đã để xít xịt vào nhau chưa dọn ra được. Tại vì phải làm xong bên ngoài mới dọn ra xong. Nên là em sẽ không quay dàn 7 chỗ ở trong cái đó. Em sẽ quay những cái chiếc xe mà quay bên ngoài này cũng như là đấy thôi. Chúc tất cả mọi người thật là vui vẻ. Cũng như chúc tất cả mọi người có một sau bão thì làm sao mà nó ổn định nhanh về cái phần công việc của mình. Nếu như các bạn nào quan tâm về xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em. Số điện thoại của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy. Rất mong được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con sẽ quan tâm và đến trực tiếp với Tuấn Anh nhé. Chiếc xe đầu tiên đây là Tuấn Anh muốn giới thiệu đến cho anh em một chiếc Mac E200 đời 2011. Chiếc xe này thì là số tự động, động cơ 1.8 T tư nhân biển Hà Nội. Hiện tại bên em đang bán khoảng 375 triệu đồng một con nhé. Mạc E200 đời 2011 ạ. Bên trong đây là một chiếc Kia Cerato đời 2017. Con này động cơ 1.6 số tự động T tư nhân gia đình sử dụng biển Hải Phòng 15A24923. Chiếc xe này hiện tại bên em đang bán loanh quanh đó khoảng tầm 400 triệu đồng. Mé bên cạnh chiếc Cerato sẽ là một chiếc Toyota Vios bản E số sàn đời 2019. Một chiếc xe đang đeo tên tư nhân gia đình sử dụng biển Hà Nội, biển Hải Phòng 15A15K này. Con này thì để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 325 triệu đồng đời 2019 bản E số sàn. Các bác có thể mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì đều rất là ok nhá, biển Hải Phòng luôn ạ. Tiếp tục đây em đang có một chiếc Spark đời 2009 ạ. Con này để cho anh em loanh quanh tầm 68 triệu đồng. Với dòng Spark này thì nhà em đang còn khoảng đâu đó gần chục con nữa, anh em có thể thoải mái sử dụng và lựa chọn cho mình. Với cái tầm giá lao động từ khoảng 65 triệu cho đến 75 triệu. Anh em còn khoảng gần chục con nữa bà con nhé. Tiếp tục đêm đang có cho anh em một chiếc Mazda 3 đời 2011 ạ. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2011 và phiên bản của nó là phiên bản số tự động. Động cơ 1.6, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc ở Đài Loan. Đang đeo biển Quảng Ninh và để cho anh em là 269 triệu đồng nhé. Ford EcoSport ạ. Ford EcoSport thì con này là đời 2015, biển 88A60561. Và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 350 triệu đồng. Moling Van đời 2011 số tự động, động cơ của nó là 1.0, con này nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc biển 15D với giá khoảng 165 triệu đồng một con này. Một chiếc xe bán tải Ford Ranger đời 2010, con này nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan. Xe được trang bị động cơ máy dầu 2 cầu số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan nhé các bác nhé. Con này thì chạy đường dồi, đường đèo rất là ok. Giá để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 225 triệu đồng thôi nhé, 225 triệu đồng này. Vâng, tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Toyota Fortuner. Con này thì em đang chạy công vụ và nói chung là con này thì 7 chỗ ngồi. Nói chung là để cho anh em vào cái tầm tiền không phải suy nghĩ gì. Và xe thì rất là đẹp, tư nhân gia đình sử dụng đời 2012, số tự động, động cơ 2.7. Xe thì cam kết cho anh em là zin cả xe, không nỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, máy số keo chỉ đại zin và đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025. Giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 395 triệu đồng, bên em bao ra tên nhé. Đây em đang có cho anh em một chiếc Ford EcoSport ạ. Ford EcoSport này thì sản xuất năm 2017. Ford EcoSport này sản xuất năm 2017. Số tự động, động cơ của nó là 1.5. Một cái dòng xe đến từ thương hiệu 5 chỗ gầm cao cực kỳ chất cho anh em, biển Hải Dương 34A70651 và giá để cho anh em là 348 triệu đồng này. Bên cạnh đây là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2019, đăng ký năm bánh lần đầu 2020. Chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ đầu,
biển Hải Phòng 15A56762. Chiếc xe này thì là một chiếc sedan hai đầu và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 325 triệu đồng. Mé bên đây thì em đang có cho các bác một chiếc xe Mazda 3 đời 2018 ạ. Chiếc Mazda 3 2018 này nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.5, bản phanh tay điện tử, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ đầu sử dụng, biển Hải Dương. Xe thì rất là đẹp và cam kết cho anh em cực kỳ ok, giá để cho anh em khoảng 460 triệu đồng nhé. Tiếp tục mé trong đây thì em đang có cho anh em một chiếc Daewoo Nassetti sản xuất năm 2010, sản xuất năm 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số sàn, động cơ 1.6, một chiếc xe rất là đẹp, đã rút hồ sơ rồi, biển Hà Nội, cam kết cho anh em rất là xịn sò và giá thì rất là rẻ để cho anh em có 145 triệu đồng thôi nhé. Bên em hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên ạ. Hyundai Grand i10 đời 2015, con này nó là bản thiếu số sàn, taxi da, máy 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Chiếc xe thì để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 165 triệu đồng. Tiếp tục đây em đang có một chiếc Mazda 3 đời 2016, tư nhân gia đình sử dụng, chính chủ biển Hải Phòng, màu đen, cực kỳ ok, động cơ 1.5, xe trang bị full đồ chơi, cửa sổ trời đầy đủ hết bà con nhé, với giá để cho anh em khoảng tầm 359 triệu đồng thôi. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2013, số sàn, bản thiếu, taxi da, tư nhân gia đình sử dụng, biển Hải Phòng, biển Hà Nội. Tức là trước đây là taxi nhưng mà tại sao lại tư nhân gia đình, về gia đình sử dụng rồi, và giá để cho anh em có 125 triệu đồng thôi nhé. Mazda 3S đời 2014, tên tư nhân gia đình sử dụng, biển là Thái Nguyên. Con này thì cam kết cho anh em là xe xịn, không taxi dịch vụ nhé, biển Thái Nguyên. Và giá để cho anh em khoảng 325 triệu đồng. Moling 2013, số sàn, bản thiếu, taxi da. Chiếc xe thì đã rút được sơ rồi và các bạn bấm biển vào tên thôi. Và giá để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm 135 triệu đồng này. Daewoo Nassetti CDX biển 30V9646. Đây là một chiếc CDX gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Một chiếc xe chính chủ, một chủ từ mới, biển Hà Nội, và giá gì rất là rẻ, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 175 triệu đồng thôi. Đời 2009, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc, bản full, đề lộ start top, cửa sổ trời nhé. Tiếp tục là một mẫu xe đến từ thương hiệu của Ford. Đây là một mẫu xe Ford Fiesta đời 2013. Con này thì tư nhân gia đình sử dụng, biển Hải Phòng, 15A10732. Con này thì đã rút được sơ rồi, xe gia đình sử dụng nhé, một chủ từ mới luôn. Xe thì cam kết cho anh em rất là đẹp và số tự động, động cơ của nó là 1.6 ạ. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 245 triệu đồng, bên em bao đó tên. Chevrolet Spark đời 2017, con này nó là phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.0, 1.2. Con này là Spark Van nhé, số sàn đời 2017, 2 chỗ ngồi, biển 15D ạ, 01142, có để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 165 triệu đồng thôi, 165 triệu đồng thôi các bác nhé, 165 triệu đồng này các bác này. Đấy, tiếp tục ở mé ngoài này thì đang có cho tất cả mọi người và quý khách hàng, quý bà con, các bác chị em nhà mình một số cái dòng xe nữa này. Nếu như bà con, các bác chị em nào đang quan tâm về chiếc xe nào đó thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em này. Đây, em đang có một chiếc Moling màu xanh, con này là Moling Van đời Moling 2012 nhé. Con này nó là phiên bản số sàn, động cơ của nó là bao nhiêu? Động cơ của nó là 1.1, con này là 4 máy nhá, biển Hà Nội, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 109 triệu đồng này. 109 triệu đồng nhá. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios đời 2021, số sàn bản E, tư nhân gia đình sử dụng, biển 88A40995, con này để cho anh em khoảng 390 triệu đồng này. 390 triệu đồng. Tiếp tục là Honda Civic đời 2008, số tự động, động cơ của nó là 2.0. Chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng, tư nhân gia đình sử dụng, và để cho anh em khoảng 230 triệu đồng nhé. Đấy. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Daewoo Nassetti CDX đời 2009, số tự động, động cơ của nó là 1.6. Con này là nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển Hải Dương, màu bạc, và để cho anh em 175 triệu đồng này. 175 triệu đồng này. Tiếp tục ở dưới này em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Accent. Đấy. Sản xuất năm 2020, bản ATS, số tự động, động cơ của nó là 1.4, bản này là bản full kịch nhé, bản này bản cao cấp nhất của dòng Hyundai ATS, và giá thì rất là rẻ, con này lên được cả camera 360 độ rồi, xe rất là đẹp, để cho anh em khoảng 415 triệu đồng thôi. 415 triệu đồng, bên em bao ra tên chính chủ cho anh em này. Nội thất thì ghế da Hà Nội cực kỳ đẹp luôn nhé. Ở đây em mới về cho anh em một chiếc Hyundai Grand i10, con này thì cũng mới cập bến cửa hàng bên em xong thôi. Con này thì sản xuất năm 2010 mấy ạ. Số sàn nhé, bản này bản đủ ạ, bản đủ các bạn nhé, bản đủ ạ. Con này chắc bán tầm khoảng hơn 200, này mới về, tí em sẽ báo giá cho anh em nhé. Nội thất thì rất là đẹp cho em người này, rất xịn sò luôn nhé. Bà con, các bác chị em nào còn quan tâm về mẫu xe nào đó thì cứ mạnh dạn lên nhấc máy lên alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863 nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Sedan
Suloto, con này sản xuất năm 2020, số sàn 1.4 bản Bay. Con này tư nhân gia đình sử dụng, không khoan đục taxi gì. Một chủ từ đầu sử dụng biển Bắc Linh và đã để cho anh em 279 triệu đồng đời 2020. Toyota Vios đời 2017, con này nó là phiên bản số sàn bản E, máy 1.5 đã rút hồ sơ rồi. Về các bác chỉ việc bấm biển vào tên thôi và giá để cho anh em loanh quanh khoảng 285 triệu đồng. Daewoo Gencha sản xuất năm 2009, con này là một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Phú Thọ. Thực ra thì con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 100 triệu, 99 triệu thôi các bạn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Avante đời 2015, bản đủ số sàn, tư nhân gia đình sử dụng, biển Bắc Giang, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 250 triệu. Hyundai i10 đời 2015, Hyundai Grand i10 đời 2015, bản thiếu số sàn. Con này thì máy 1.2 sedan đầu nhập khẩu, giá để cho anh em khoảng 195 triệu đồng này. Kia Seltos đời 2021 bản Premium. Đây là một cái bản cao cấp nhất của dòng Kia Seltos này, một mẫu xe 5 chỗ gầm cao, số tự động động cơ của nó là 1.4. Xe thì đã rút hồ sơ rồi, về các bạn chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 595 triệu đồng nhé. 595 triệu đồng này. Kia Morning đời 2021, Kia Morning đời 2010 bản SNX, biển Hải Phòng 15A này, 35645, có để cho anh em loanh quanh khoảng 170 triệu đồng thôi. 170 triệu đồng thôi này. Tiếp tục là Daewoo Maxus đời 2021. Daewoo Maxus này đời 2007, biển 37A38059 ạ. Số tự động động cơ 2.5, một mẫu xe ở phân khúc hạng D cực kỳ chẳng chất lượng và đẳng cấp, một chiếc xe siêu sang tiền tỷ. Ngày xưa bây giờ thì chỉ có vài chục thôi. Có để cho anh em khoảng 85 triệu đồng nhá. Nói chung là bãi xe nhà em thì sau cái đợt này thì cũng phải đâu đó mất gần một tháng để mới đi vào ổn định hơn và sạch sẽ hơn được. Chứ bây giờ thì hiện tại là chưa đâu vào đâu cả, vẫn còn rất là lòng ngoằng. Nhưng mà vẫn quay lên, hiện tại thì bên em vẫn đang có những cái đầu xe thế để cho các bạn có thể lấy nhu cầu. Tiếp tục đêm đang có Hyundai Accent 2018, số sàn động cơ 1.4, chiếc xe đang đeo biển đã rút hồ sơ rồi, con này rút hồ sơ rồi, biển Hà Nội nhé. Con này cho anh em là 285 triệu đồng này. Toyota Vios đời 2010, số sàn bản Nimo lưng Phu Kỳ Đô, máy 1.5, con này thì đã lên được là gương kính chỉnh điện, lên được la răng đúc, lên được nội thất, màn hình đầy đủ cam nùi, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025, để cho anh em có 125 triệu đồng thôi nhé. Ở đây em đang có Toyota Vios đời 2018 form 2019 ạ. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, các bác về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Con này là màu trắng xịn, không đổi màu, có qua dịch vụ, xe thì cam kết cho anh em là máy số keo chỉ zin 100% và giá để cho anh em khoảng tầm 315 triệu đồng nhé. Daewoo Nacity đời 2000, con này bán rồi này, con này nhận cọc rồi, con này 2010 đã cọc rồi này. Tiếp tục là một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2011, số sàn, động cơ của nó là 1.0, có túi khí đầy đủ, có la răng đúc đầy đủ, giá để cho anh em 140 thôi. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Kia Morning 2018, phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.25, tên tư nhân gia đình sử dụng, biển Hòa Bình, biển 28A06196 ạ, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 185 triệu đồng thôi. Tiếp tục ở đây là một chiếc Hyundai i20 đời 2011 màu đỏ, con này thì rất là đẹp cho anh em ạ, cho anh em với giá loanh quanh khoảng 245 triệu đồng. 245 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Kia Hyundai i20 đời 2011 bà con nhé, số tự động động cơ 1.4 ạ. Hyundai Grand i10 đời 2015 bản đủ số sàn, tư nhân gia đình sử dụng, biển Hải Phòng. Con này là nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.0. Có để cho anh em là 185 triệu đồng này. Morning 2016 bản SI, số tự động động cơ của nó là 1.25. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển vào tên. Con này thì để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 258 triệu đồng, bên em bao ra tên chính chủ nha. Tiếp tục là một chiếc Spark đời 2009, biển Tam Hoa 9, con này biển Hà Nội 30A24999 ạ, lên được la răng đúc, sơ xi sạch sẽ, dán tem đầy đủ, giá để cho anh em 72 triệu. Nếu mà 209 thì thường thường là khoảng tầm 68 triệu, nhưng con này nó đẹp và nó lên full đồ, đăng kiểm thì dài đến tháng 7 2025 và biển số đẹp thì để cho anh em loanh quanh 72 triệu nhé, 72 triệu này. Tiếp tục là Molisi 2015, con này là số sàn, động cơ của nó là 1.25, đã rút hồ sơ rồi, và các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi và để cho anh em khoảng 185 triệu đồng. i10 bản thiếu số sàn, taxi da màu trắng, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 160 triệu đồng, bên em bao giá tên nhé. Morning 2018 số sàn bản thiếu taxi da, máy 1.2 màu trắng, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 182 triệu đồng. Ford Fiesta đời 2013 số sàn, số tự động, động cơ của nó là 1.6, xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 245 triệu đồng, bao giá tên.
Kia Rio nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số sàn, số tự động, động cơ của nó là 1.4, chiếc xe đang đeo biển 30A-K34673. Đây là một mẫu xe nhập khẩu máy 1.4 số tự động, rất là lành, rất là bền và siêu tiết kiệm nhiên liệu. Máy có 1.4 thôi, nội thất đẹp, dã man. Màn hình camera lùi đang kiểm dài để cho anh em loanh quanh 175 triệu đồng thôi, 175 triệu đồng này. Tiếp tục đây là Spark, con này bán rồi này. Morning này, đấy, Vios này. Vios con này thì Vios 2007 nhập khẩu nguyên chiếc của là 2007, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mà bản Nemo, tên tư nhân gia đình sử dụng, biển Hải Phòng 15K này, 34025, có để cho anh em loanh quanh khoảng 85 triệu đồng này, 85 triệu đồng. Đấy anh em thấy Spark ạ. Ở đây còn hai con này, loanh quanh đâu đó khoảng 68 70 triệu này. Hai con nhá, biển hai con đều bên Bắc Giang luôn này, một con màu trắng màu xanh này. Con này là biển Phú Thọ này, nói chung là cái tầm tiền khoảng từ 65 triệu cho đến 75 triệu thì anh em còn được khoảng 5 6 chiếc Spark nữa. Và còn nhá, 5 6 chiếc Spark nữa. Đây em đang có Morning 2016 ạ. Con Morning này sản xuất năm 2016, phiên bản số tự động, số sàn, bản thiếu taxi ra, máy 1.25 và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 162 triệu. Chevrolet Aveo đời 2017, con này là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.4. Chiếc xe thì sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, biển Hà Nội, để cho anh em khoảng 235 triệu đồng thôi. Morning C 2017, Kia Morning C 2015 bản SI số sàn ấy, máy 1.25. Xe thì biển Hà Nội đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Con này thì các bác để cho các bác khoảng tầm 175 triệu đồng bên em bao ra tên nhé. Tiếp tục là Hyundai Elantra đời 2011, con này nó là phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.6, tên tư nhân gia đình sử dụng, biển Hà Nội đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển vào tên thôi, các bác có thể mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì đều hợp lý nhé. Con này để cho anh em khoảng 190 triệu thôi. Ở đây em đang có Hyundai Accent 2020, con này nó là bản thiếu tư nhân, bản thiếu đã rút hồ sơ rồi, con này thì nó cũng đã lướt qua dịch vụ và hiện tại đã lên full đồ và giá để cho anh em khoảng 335 triệu đồng nhé. Đấy. Tiếp tục ở đây đang có Lancetti sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.6, chiếc xe đang đeo biển 36A06263, nhập khẩu số sàn 1.6 và để cho anh em khoảng tầm là 150 triệu đồng thôi. Hyundai Avante đời 2014 ạ, con này nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6, chiếc xe đang đeo tên tư nhân, biển Hà Nội 30A531384. Con này thì để cho anh em loanh quanh khoảng tầm 299 triệu đồng, có bao rút hồ sơ gốc và hỗ trợ vận chuyển cho mọi người. Một chiếc Hyundai Avante 2014 số tự động, động cơ 1.6, có cửa sổ trời, có điều hòa tự động mà con nhé. Kia Cerato đời 2018 ạ, con này là bản 1.6 Luxury, xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Con này là biển Hải Phòng, tư nhân một chủ từ đầu sử dụng, biển Hải Phòng nhé. Con này để cho anh em khoảng 429 triệu đồng, là bên em hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên bấm biển. Nội thất chiếc xe thì còn quá là đẹp và chất lượng cho anh em. Bãi xe anh em thì đợt vừa rồi có ảnh hưởng của bão, nhưng không có hiện tượng ngập lụt và không có hiện tượng bị sập hay là bị lỗi gì. Đấy, bà con yên tâm, xe thì em trong bãi em vẫn quay, ngoài bãi em vẫn quay, trước bãi em vẫn quay. Và cái dàn xe có thế này thôi chứ chưa nhập về một con nào. Hiện tại là sau bão thì bên em chưa nhập về một chiếc xe nào, vì cũng chưa biết được tình hình ngập lụt của những chiếc xe ra sao và tình hình dân chúng chưa ổn định, nên mà em cũng chưa có nhập lại bà con nhé. Tiếp tục đây là một chiếc Mazda 6 đời 2015 bản AT số tự động, động cơ của nó là 2.5. Chiếc xe đang đeo tên tư nhân, biển Quảng Ninh, đăng kiểm đến tận tháng 8 năm 2025. Số tự động, động cơ 2.5, xe đẹp không lỗi, có cửa sổ trời, âm thanh nghe hay, rửa đèn pha đầy đủ và giá thì rất là đẹp, máy zin, để cho anh em có 425 triệu đồng thôi, bao giá tên nhé. Tiếp tục đây em đang có Hyundai Avante. Chiếc Hyundai Avante này thì sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, động cơ 1.6, xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Chiếc xe này hiện tại em để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng 310 triệu đồng nhé. 210 triệu đồng. Kia Cerato đời 2011, con này là bản AT số tự động, động cơ của nó là 1.4. Và hiện tại như chiếc xe này ạ, hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khoảng tầm 255 triệu đồng cho chiếc xe Kia Cerato 2011 số tự động. Một chiếc xe rất là đẹp, chất lượng cho anh em, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số tự động 1.6, đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2025 và giá là có 255 triệu thôi ạ. Daewoo Nacity đời 2011, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi và không có dịch vụ. Hiện tại thì chiếc xe này ạ, bên em đang chào bán với cái giá khoảng 129 triệu đồng. 129 triệu đồng thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được chiếc xe Daewoo Nacity 2011 1.6 số sàn, động cơ rất là đẹp và máy zin, keo chỉ zin. Xe thì cam kết cho anh em không lỗi nhá, xe gia đình sử dụng ạ, 129 triệu đồng thôi.
Mazda 3 đời 2014 ạ. Con này nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6 ạ. Con này là nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, đời 2014 biển Nam Định. Con này thì có cửa sổ trời đầy đủ, máy 1.6, xe rất là hay. Đẹp cực kỳ luôn, chạy ổn định với cái tầm tiền hơn 300 triệu một chút ạ. Như con này là 325 triệu đồng một con nhá, 325 triệu đồng. Anh em cố lên một chút thì anh em có thể mua được Mazda 3 đời 2016 luôn nhá. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Daewoo Nassetti Sedic nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc đời 2009 ạ, để cho anh em 175 triệu đồng số tự động nhé. Mazda 6 đời 2014 ạ, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 415 triệu đồng thôi, hoặc 405, nói chung là các bạn cứ mua là sẽ được đời 2014 nhé. Đấy. Ở đây em đang có cho anh em Moling 2015. Con này thì nó là tư nhân đã rút hồ sơ rồi, về các bạn chỉ bấm biển vào tên thôi, có qua dịch vụ taxi rồi, có đổi màu rồi, nhưng xe thì cam kết cho anh em kể cả từ hệ thống cabo chưa tháo này, keo chỉ zin, máy zin, cốp đít chưa tháo, đấy là cái điều mà Tuấn Anh muốn giới thiệu ạ. Và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 145 triệu đồng thôi, 145 triệu đồng một con nhé, 145 triệu đồng thôi, xe rất là zin cho anh em, rất là zin luôn. Ở đây em đang có một bộ đôi Actraeger. Ví dụ như cái bộ đôi này á, thì hiện tại bên em đang bán khoảng tầm 219 triệu đồng một chiếc nhé. 219 triệu đồng một chiếc, cả hai chiếc xe này thì đều là bản đủ số sàn, máy 1.2, đời 2016 bà con nhé. Con này thì rất là đẹp và biển Hải Dương 34A20618 ạ, để cho anh em khoảng 219 triệu đồng một chiếc và giá đó thì bên em bao giao tên ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe đến từ thương hiệu của Daewoo, con này là Daewoo Nas Gencha nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc số sàn. Động cơ của nó có 1.2 thôi bà con ạ. Con này động cơ có 1.2 thôi mà có túi khí, có ABS, có gương kính chỉnh điện, rất là lành, rất là bền, chạy rất là hay, thông dụng. Giá để cho anh em có 139 triệu đồng thôi. Hyundai Accent đời 2020. Hyundai Accent đời 2014 số sàn, động cơ của nó là 1.4, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Và con này thì biển Hải Dương, giá để cho anh em khoảng 250 triệu thôi. 2014 số sàn, đời 2014 nhá. Đấy. VinFast Farin đời 2020 bản Plus, con này thì để cho anh em khoảng 290 triệu đồng này. Số tự động, động cơ 1.4 này. Rất là đẹp cho anh em. Dòng Farin là cái dòng xe nổi tiếng đến từ thương hiệu của Phạm Nhật Vượng, bác chủ giàu nhất Việt Nam. Sáng tạo ra một cái thương hiệu VinFast, người Việt dùng hàng Việt. Bây giờ thì bác ấy bỏ VinFast rồi, bác ấy chuyển sang VinFast điện rồi, không dùng VinFast xăng nữa. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Ford Fiesta, con này thì đời 2011, số tự động, động cơ của nó là 1.6 và giá để cho anh em khoảng 201 thôi, 201 số tự động 1.6 nhé, sedan 2 đầu đời 2011. Và cuối cùng là chiếc i10 đời 2017, Hyundai Grand i10 đời 2017, con này thì số sàn, động cơ của nó là 1.2, nhập khẩu sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nhé. Con này thì để cho anh em loanh quanh 265 triệu đồng. Tóm lại thì sau cơn mưa thì trời lại sáng và công việc thì ai lại vào công việc người đó. Còn các người dân ở đồng bào lũ lụt thì vẫn phải đang phải chịu những cái gì đó mà từ thiên nhiên, rất là khổ đúng không ạ. Thôi bà con chúng ta thì hãy cùng nhau phát triển kinh tế để gọi là cứu trợ cứu nạn. Tóm lại thì em thì chả đi đâu xa, thì em chỉ có gửi lời tri ân thôi, gửi lời hỏi thăm thôi, chứ em cũng không có đi được mà cũng chẳng có gì. Có ủng hộ thì ủng hộ qua mặt trận trung ương nhé các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Hôm nay thì em báo giá qua cho anh em về cái dàn xe 5 chỗ ngồi thôi. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Rất ổn định cho tất cả mọi người rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.